Cậu đi làm mà phong cách như vậy, không sợ bị đuổi việc sao? Trời, có gì đâu, mình thích thì mình làm thôi. Nếu tao chết, mày có đi cúng điếu không? Để coi đã. Nếu mày có chết thiệt á, tao lấy hình mày tao đăng lên trên mạng á, để hỏi cộng đồng coi cái mặt mày chết có xứng đáng được 1 triệu tiền phúng điếu không. Nếu đúng 2000 like, tao đi liền. Mày yên tâm đi, người Việt Nam nói là làm. Toàn là đồ mới không à, thích thiệt. À hi hi. Hồn ai ở chốn tan bồng, quay về xin ghé lại đây. Con hồn nào bèo dạt mây trôi, hãy quay về